Bằng niềm đam mê với cây xương rồng, anh Trung bắt đầu mày mò, nghiên cứu và nhập chồi giống xương rồng Lobivia về trồng thử nghiệm. Đến nay, vườn anh có diện tích khoảng 700m2, hiện có hơn 3.000 chậu xương rồng với gần 300 màu khác nhau. Ngoài giống hoa xương rồng Lobivia có nguồn gốc từ Thái Lan, anh đã lai tạo thành công một số mã sương rồng đặc trưng như Sunstar, HLB75, HLB91, HLB93. Theo anh Trung, anh không dùng bất kỳ loại thuốc bảo vệ thực vật nào cho cây xương rồng, chỉ chăm sóc, giữ sức sống tự nhiên của cây. Vườn xương rồng của anh hiện được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh Ninh Thuận biết đến. Tùy vào chủng loại, giá bán mỗi chậu dao động từ 80.000 đến 150.000 đồng. Được biết, công việc chính của anh là kỹ sư công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi dịp cuối tuần, anh lại về quê Ninh Thuận để chăm sóc và nuôi dưỡng xương rồng chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn nhưng nhà hai lúa luôn là sự lựa chọn hấp dẫn nhất hãy đăng ký kênh youtube nhà hai lúa ngay để trải nghiệm những khoảnh khắc đậm chất miền tây